Dòng quý khán giả đã đến kênh của Hội Trần. Hôm nay mình chạy dòng chợ Đại Ngãi. Dòng chợ Ngãi còn đêm ngày khoảng tầm 6 giờ mấy, cảnh rất đẹp. Trong xe đang chạy vô thị trấn Đại Ngãi. Thế giới di động bán cũng đủ, bán cũng nhiều loại đồ ăn. Trời Đại Ngãi vào buổi tối rất là đẹp. Chạy một đoạn tới mình sẽ quay vô chợ. Tối chạy là ngại rất đông, xe cũng chạy đông. Tối của chợ Đại Ngãi đường đó vô chợ mình quẹo ở đây. Quán phở chui nướng này bán đồ ăn cũng rất đông. Một cái đồ ăn đang nghĩ là đêm thời gian quán cà phê.
trên đại ngàn. Chạy ra đường giữa. Video mình cũng dài, mình xin kết thúc ở đây. Nếu thấy hay xin một like và một đăng ký. Cảm ơn các bạn.